Nam Trà Huyến xin chào tất cả anh chị. Thì hiện tại em đang đứng tại vườn nho mẫu đơn, và sau những cái vụ nho, Farm đã nghiên cứu ra một công thức chuẩn dành cho Nam Trà Huyến đối với vườn nho mẫu đơn. Thì hôm nay Farm xin chia sẻ hết cho tất anh chị về những cái bí quyết đó. Thì đây thì Farm sẽ chia ra làm ba cái tập, và tập đầu tiên là sẽ hướng dẫn cho các anh chị về cách phun hậu chót giúp cho nho phòng bệnh và tăng khả năng không hạt. Và sau cái tập này á, thì qua tập 2 sẽ hướng dẫn các anh chị cách nhúng bông lần 1, và tập cuối cùng á, là tập 3 hướng dẫn cho các anh chị nhúng quả lần 2. Thì không đợi các anh chị chờ lâu nữa, thì mời các anh chị gặp hãy gặp ba của em để ba của em chia sẻ cái phần tập 1 này nhé. Dạ con chào ba. Chào con. Dạ thì sau những rất là nhiều câu hỏi liên quan đến việc xử lý nho mẫu đơn, thì sau trên 4 đến 5 năm nghiên cứu, thì hai ba con mình đã tìm ra một công thức chuẩn. Thì ba hãy giới thiệu cho các anh chị về thông tin vườn nho mẫu đơn của mình, và hướng dẫn cho các anh chị tập đầu tiên về việc phun hỗ trợ giúp nho tăng khả năng không hạt và phòng bệnh tốt cho cây nho vào các cái mùa mưa đang đến gần đó ba. Thì trước hết xin chào các anh chị và các bạn. Đó, hôm nay là tôi cũng chia sẻ và hướng dẫn cho các anh chị đó là cái nho mẫu đơn, là nho mẫu đơn á, là bộ này là tôi cũng xin nói rõ cho các anh chị cùng hiểu luôn. Đó, nho mẫu đơn là bộ này là bộ đông xuân, tức thể là bộ 2 trong năm á. Dạ vụ Đó. hè thu chứ. Đó, bộ xin lỗi, bộ hè thu. Dạ. Vụ thì thu là vụ 2 trong năm á, thì nho mẫu đơn á là như thường á, là tôi thấy vụ hai trong năm là vụ này vụ nóng á, vụ hè nóng, nhưng mà nó cho bông cũng rất hiệu quả đó. Các bạn nhìn thấy là bông thấy nó là cũng hiệu quả đó, mà mùa này là nó nứt đều và nó nứt cũng nhanh đó. Bây giờ xin các anh chị là cùng theo dõi đó. Thì nho này là tôi cũng xin chia sẻ là nó ngày tuổi là nó cũng được 25 ngày đó. Là bây giờ là những cái bông này đó, là những cái bông mà nó đang giãn chi á Dạ. đó. Đó là Cỡ các này gọi là giãn chi thôi ba đúng là các anh ha. chị nhìn thấy nè, Dạ. đó nó đang giãn chi Rất là bông rất đó. là to và khỏe Nhưng luôn. mà chia sẻ các anh chị cùng hiểu á, là khi mà 22 ngày á thì mình dùng cái thuốc này để mình xịt lên Dạ. đó, là cái thuốc màu nâu này Dạ. đó, Đây là hai để ba con mình mình xịt tạm lên gọi là hỗ trợ tăng khả năng mắc hạt và phòng bệnh cho cây nho ba. đúng Đây, và đó. ba xin chia sẻ các anh chị cách sử dụng như thế nào luôn ba. Thì nho này là nó làm tăng hiệu quả, là khả năng là mình xịt là nó coi như là nó nhanh hơn đó. Là giai đoạn đầu mình xịt đó là nó tăng khả năng mắc hạt. Thì bây giờ mình công dụng á, mình xử lý nó là cứ các anh chị á, là xịt mình xịt đó là cứ 1 ml thôi đó, xịt cho 1 ml, là tính là cái mình xịt cái bình bao nhiêu lít thì bao nhiêu mi đó, là các anh chị là phải xịt đúng cái nó mới hiệu quả Dạ, và đó. mình có lưu ý gì khi phun không ba? Phun chậm hơn bình thường hay là như là phun thuốc phòng bệnh cho cây nho có ba? Thì mình nếu mà cái thuốc này á, mình cũng vô đi qua là mình vô đi qua là nó đều thôi, Dạ. nó đều tay thôi, mình cũng không có rà không đó. Thường thường các anh chị là sợ nó không có thấm mà rà không đó, rà không nó ướt quá thì nó cũng không có hiệu quả đó. Mình xịt vô đều cái tay qua thôi đó, đi qua vô đều thôi Dạ. đó, cho nó đi ướt đều thôi, chứ mình cũng không cần kỹ lắm, kỹ lắm. Dạ rồi. Đó thì em xin ghi chú lại, đây là hỗ trợ tạo không hạt. Đối với nho mẫu đơn là một dòng nho có thể nói là tương đối khó xử lý mắc hạt như nho hạ đen, nên là mình phải cần thêm một cái hỗ trợ phun trước
Khi mà nho trổ nhị điều thì trung bình là farm tính là từ 22 đến 25 ngày, thì tùy theo điều kiện độ thời tiết của từng mùa vụ khác nhau. Ví dụ như vào mùa hè thì nho nó nhanh hơn thì tầm 22 23 ngày, còn mà vào đông xuân hay là ở các anh chị mà ở khu vực miền Bắc á, thì mình có thể chờ nho đúng như cái hình mẫu như thế này. Đó, nho bắt đầu dẫn chi đều thì mình bắt đầu phun lên, thì có thể dao động từ 25 đến 27 hoặc 30 ngày, thì tùy theo vào cái tình hình cây nho thực tế của vùng mình. Thì cái combo này á, thì farm sẽ quay ở tập 2 khi mà farm hướng dẫn các anh chị cách nhúng lần một như thế nào, thì sẽ có một cái combo gồm đầy đủ tất cả các hỗ trợ và cũng như là một bản hướng dẫn. Thì hẹn gặp các anh chị ở tập 2 nhé. Và tiếp theo là cái phần 2 là khi mà mình nhúng nho, thì nếu mà mình không có làm dấu á, thì mình nhúng lần một thì theo đặc tính của cái vườn nho, cây bông nho thì nó trước nó sau thì mình sẽ không nhận dạng được. Thì có nhiều trường hợp á, là làm dấu bằng kẹp màu sắc khác nhau. Thì đối với farm mình thì mình có làm dấu theo cách gì và nó có chức năng như thế nào, thì ba hãy giới thiệu cho các anh chị cái phương pháp mà farm mình đang thực hiện đó ba, vừa tiết kiệm mà vừa hiệu quả nữa ba. Thì bây giờ các anh chị cùng theo dõi Dạ. đó, khi mà nho mà nó dẫn chi như vậy nè Dạ. đó, thì nho này nó cũng được 25 ngày nè Dạ. đó, nhưng mà nó dẫn chi gì đó là có là hai 22 ngày là các anh chị cùng ấy cùng cùng tỉa tỉa làm dấu được rồi Dạ. đó đó. Bây giờ là các bạn á là theo dõi để mình làm dấu Dạ. cho, coi như thường á là những người á thì làm dấu á thì phải đi cục dây Ừ. hay là hoặc dùng cái kéo bấm Ừ. nó bấm để làm dấu Hay là có những cái nữa kẹp bướm á, đó. thì bên nước ngoài thì Đó hay sử dụng kẹp bướm thì đó. dùng những cái kẹp Ừ. đó, nhưng mà farm tôi á thì đúng là mình suy nghĩ ra là mình cũng không cần kẹp hay là cục dây gì đó, mình làm dấu cái kiểu này là nó dễ nhớ đó. Bây giờ trước tiên á là các anh chị á là chừa hai hai cái chi trên đó, mình chừa hai cái chi trên, mình dùng Dạ. có các hai chi trên Dạ. đó, là mình đếm là để chừa hai chi trên thì mình ngắp xuống đây là bông là khoảng 1/3 thôi Ờ. đó, bắt đầu là nhấp nè đó, các anh chị cùng theo dõi là mình nhấp tùy theo cái bông dài cái bông cục đó, là để mình nhấp mình chưa Dạ. đó, cái bông dài thì nhấp xuống 1/3 đó, còn bông cục thì tùy theo mà mình cái bông mình nhấp Dạ. đó, rồi bắt đầu là giai đoạn là mình nhấp xong Dạ. đó, đã xong Đây, như thế này có thể đó, làm dấu là mình chuẩn làm rồi ba dấu ha. Ví đó. dụ như cái chi này dài quá thì mình ngắt bớt nữa cũng được nè, nhưng mà mình vẫn giữ được hai cái chi đó. Đó, khi mà mình nhúng lần một thì mình sẽ ngắt một chi. Rồi nhúng lần hai mình sẽ nhúng ngắt một chi nữa là xong hết cái quy trình thôi ba Đúng ha. rồi, Đó. nếu mà chạy nho thì mình mẫu đơn thì mình nhúng 2 lần Dạ. đó, khi mà nó trổ đều ra nó rớt nhị hết á thì mình tranh thủ mình nhúng vô, Dạ. mình nhúng vô thì mình cắt cái chi dứ Dạ. đó, mình nhúng vô thì mình cắt cái chi dứ đó, như những cái bông là tôi đã nhúng qua Dạ. đó, rồi hãy mình nhúng vô thì mình cắt cái chi dứ, mình để cái chi trên đó, là mình nhúng lần hai là mình thấy ở trên này nó có một chi, là mình nhúng lần hai là mình cắt luôn, Dạ. mình cắt luôn là nó mất hết là giai đoạn mình đã nhúng hoàn thành xong. Rồi, và xong cái chùm nho như thế này. Và nhiều anh chị thắc mắc là rằng mình cắt chi như thế này thì chùm nho nó sẽ nhỏ và không đạt chất lượng, thì ông ba có suy nghĩ gì về cái vấn đề này hả ba? Đây. Đó. Thì theo phân tư kinh nghiệm á, nếu mà nho mẫu đơn á mà mình để cái mình không nhấp cái xuống 1/3 mình để hết á đó, mình để dài quá thì sau này á là nó thấy cái chùm dài nhưng mà trái á thì nó không có lớn đều được Dạ. đó, tại vì nó dài quá Ừ. đó, rồi các bạn mà ham để dài quá thì sau này á là trái nó không có lớn đều được, Dạ. nó không có nuôi nở, thì nếu mà cái dàn bông mình đẹp thì trái nó không có nuôi đều hết được, Dạ. mình phải cắt xuống 1/3 gì cho nó gọn, rồi sau này trái nó nở ra mình tỉa thua thì trái nó nở ra
thì cái sản lượng là nó cũng y như mình để trồng dài thôi. Dạ, Đó. thì ví dụ điển hình luôn á, ví dụ như anh chị mà để trồng dài thì trái nhiều có thể lên 100 đến 150 quả, nhưng mà khối lượng quả chỉ đâu có 5 đến 6 hoặc 7 gram á, thì tính ra thì nó dao động cũng khoảng từ 8 đến 9 lạng đó, nhưng mà cái quả nó nhỏ thì mẫu mã nó không đẹp. Còn ví dụ như farm đã nghiên cứu và đã tìm hiểu ở kỹ thuật nước ngoài rồi thì có nhiều nước thì còn tỉa ngắn hơn nữa, trung bình mình để chỉ cần từ 3 đến 4 cm, tương lai là nhiều chi đây nó sẽ giãn ra, và trung bình là một chùm nho farm để sẽ được khoảng từ 50 đến 80 quả thôi đó, nhưng mà khối lượng đạt từ 8 đến 10 gram thì trung bình thì nó cũng từ 7 lạng cho đến 8 lạng, hoặc họ có khi là có thể lên được 9 lạng, và nó vẫn như nhau không ba, nhưng mà cái quả nó sẽ bự hơn và cái chất lượng mẫu mã nó sẽ đẹp hơn và bé nó giá trị hơn không ba ha. Đúng, là Đó. mình xin nhắc lại anh chị là mình để mình tỉa xuống gọn gì Ừ. thì cái công mình tỉa nó giảm bớt đi Dạ, công đó, tiểu quả nữa. nhưng cái công mình là nếu mà các bạn để dài quá thì phải tốn công tỉa nó nhiều công hơn, Dạ. nhưng mà cái sản lượng thì thấy nó cũng không không có đạt, tại vì trái nó không có lớn đều được Dạ. đó, xin nhắc lại với anh chị đó. Dạ rồi, đây cùng mâm này thì ba làm thêm mẫu thêm một lần nữa để các anh chị cùng biết, để các anh chị có thể áp dụng. Thì Và cái đây. nó cũng tương tự vậy thôi, Dạ. cái mâm này thì các anh chị cũng đó cũng nhấp xuống chừa hai Dạ. chi trên đó vậy đó, thì Dạ. nhấp xuống là 1/3 Dạ. đó Đó. đó rồi xong đó, nhưng mình nhấp vậy là mình Quá thấy đẹp. nó còn dài rồi đó Ừ. đó. Thì tương lai nhúng lần 2, lần 3, quên chứ nhúng lần 1, lần 2 thì cái mẫu quả chùm như thế nào thì hai ba con mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho các anh chị. Thì bây giờ ba hãy dẫn các anh chị đi tham quan cái vườn nho mình một vòng này, tại nãy giờ mình hai ba con mình cứ đứng góc này không mà các anh chị chưa thấy được cái năng suất cái vụ này, thì ba hãy dẫn các anh chị cùng đi và cùng tham quan với farm mình luôn ba. Thì bây giờ các anh chị cùng đi xem nè. Giờ đây, đây là một Đó. khu vườn nho mẫu đơn, có thể nói Như tôi thấy cái vụ nho mẫu đơn này mà vụ thì thu này á là nó tôi thấy bông là nó cũng rất đẹp. Năng Đó, suất mà ổn định năng thì suất có nó cũng thể rất một đẹp. sào hiện tại thì sẽ thu được bao nhiêu tấn nếu mà năng suất như thế này hả Thì năng suất mà bông cỡ này á mà nó đều cành cỡ này á thì thường á là nó như vụ này là nó cũng được xào 1,5 tấn ba? đó, Tính ra thì một năm một mình thu được xào 3 là nó tấn nha cũng hả một tấn ba ha? rưỡi phải. Năm 2 vụ và thu được 3 tấn thì Ừ. với cái lợi nhuận mà cái giá thành farm mình đang bán là từ 300 đến 350 một ký, mà một sào mà tầm 3 tấn thì tính ra thì dao động từ 800 triệu đến khoảng 1 tỷ trên một năm không ba ha, Đúng trên rồi. một sào thôi nha các anh chị. Đây là những giống nho mà farm chọn để làm kinh tế, để giúp cho bà con nông dân có thể gia tăng thu nhập một cách rất là nhanh chóng và cực kỳ hiệu quả không ba ha. Cái anh chị là nhìn lại nè, cái bông này tôi đã nhúng qua một lần nè đó, cũng chừa hai chi trên rồi, Dạ. mình nhúng lần là mình cắt 1 chi nè Dạ, đây. đó, còn để 1 chi Ừ. đó. Cái bông này là mình nhúng lần hai, nếu mà mình nhúng lần hai thì mình cắt cái chi này luôn là mình đã hoàn thành xong. Dạ, hoàn thành. Này, ông bà thấy không? À, cái như các anh chị thấy này. Đó, mình để vậy mà bây giờ mình xem lại nè, nó giãn chi ra nó chùm cũng rất là bự Đúng, nè ba ha. mình Cái này cỡ này rất là dài luôn nếu á. mà mình cái bông này dài mà mình nhấp về là thấy còn dài rồi Dạ. đó, như chẳng hạn ở nước ngoài là người ta nhấp nữa Dạ. đó, nhấp xuống là để là gọn thôi. Dạ. Dạ rồi, vậy là video tập 1 nói về cái việc tăng khả năng không hạt và hướng dẫn cho các anh chị làm dấu nho để khi nhúng lần 1, lần 2 hiệu quả và không bị trùng lặp, không bị sót bông thì đã xong. Thì con thay mặt các anh chị cảm ơn rất là nhiều đã có một buổi chia sẻ rất là bổ ích, và hẹn ông ba lại tập sau. Hướng dẫn cho các anh chị nhúng quả nho mẫu đơn lần một sao cho đúng cách và hiệu quả. Dạ, con xin cảm ơn bà rất là nhiều. Rồi đến đây thôi, tôi cũng xin chào các anh chị và các bạn đó, để mình hẹn cái tập sau tiếp theo Dạ. là mình lên cho các anh chị là cùng theo dõi để làm cho nho nó đạt hiệu quả cao. Dạ. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại. Dạ rồi, dạ. À, em xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.